Nếu như bạn đang muốn thêm kiến thức và kiếm thật nhiều tiền trong crypto thì video này là dành cho bạn. Rồi, trước mắt bạn là những backer rất khủng của dự án này. GoGame là công ty phát hành game lớn nhất Đông Nam Á với hơn 40 triệu người dùng. Backer khủng tiếp theo đó chính là Apota. Và nếu như bạn nào chưa biết về Apota thì các bạn có thể lên Google search ngay nhé. Và Apota Group chính là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và nền tảng nghe cho ngành công nghiệp giải trí số tại Việt Nam với hơn 50 triệu người dùng. Thì đây đó chính là những cái backer rất khủng. Ngoài ra anh em thấy ở đây còn backer đó chính là Lanzone, là một bệ phóng rất tốt cho các dự án mới. Ok, và một chút nữa thôi mình sẽ bật mí tất cả những điều đặc biệt ở trong dự án này. Trước tiên thì các bạn hãy theo dõi ngay những các cái kênh truyền thông của Mike Venture nhé. Đầu tiên đó chính là kênh YouTube, thì các bạn có thể là vào YouTube của Mike Venture, sau đó đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, chọn tất cả. Và các anh em có thể là bấm vào chữ hiện thêm để tham gia thêm vào các cái tele thảo luận của Mike Venture cũng như là tele channel của Mike Venture để cập nhật những thông tin sớm nhất nha anh em. Vâng, và tại Mike Venture thì luôn luôn có những cái suất đi pool để các bạn có thể là nhận suất private với những cái bước vô cùng đơn giản. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào nội dung chính nhé. Và dự án mà Mike Venture đang muốn gửi đến cho các bạn trong video này đó chính là ACE Starter. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần white paper để tìm hiểu kỹ hơn về em ACE Starter này nhé. Rồi, tổng quan dự án thì ACE Starter tầm nhìn sẽ trở thành một launchpad thế hệ mới chuyên tập trung và lựa chọn và lan các cái dự án crypto chất lượng trên quy mô toàn cầu. Nghĩa là trên quy mô toàn cầu chứ không phải là mỗi mình Việt Nam. Thì ACE Starter hoạt động dựa trên mô hình lấy cộng đồng làm trung tâm, thể hiện qua việc là phải lăn các cái token của mình. Và ACE nhắm tới việc phân phối cơ hội đầu tư một cách công bằng, tức là tất cả các vòng thì khi bạn mua với giá IDO hay là giá của private thì đều là bằng nhau. Rồi, mô hình hoạt động của ACE Starter là gì? Thì ACE Starter ấy, có rất là nhiều các cái mảng. Nó là một cái nền tảng launchpad cho nên là nó sẽ có kêu gọi vốn về IDO cũng như là private. Trong đó thì ACE tích thêm cái IMO, chính là hình thức khá đặc biệt mà hầu như là các cái dự án khác chưa có được. Đó chính là kết nối các trực tiếp với các cái KOL cũng như là các cái cộng đồng để cho promotion tốt hơn. Đấy là điều tuyệt vời. Đấy, các dự án game thì sau quá trình audit thì sẽ được là ACE Starter hỗ trợ IDO, IGO cũng như bán bot NFT hay là IMO. Rồi, hệ thống ACE Starter sẽ tiến hành tính toán phân bổ, phân phối tương ứng theo các nhà đầu tư, rồi các KOL. Vậy mô hình doanh thu của ACE Starter là gì? Thì các anh em có thể nhìn cái bảng này để các anh em có thể thấy. Thì mình có ghi xuống đây rõ hơn này, là khóa để tham gia IDO, IGO này, rồi là farming cũng như stacking này, rồi là chơi mini game trong game Mizone này, rồi tham gia chợ NFT, đăng ký các dịch vụ tự động, rất là nhiều. Và cái mô hình nguồn doanh thu của ACE Starter thì nó bao gồm đó chính là phí dịch vụ từ hoạt động huy động vốn, xây dựng cộng đồng, phát triển user, và phí đăng ký token claim, rồi là phí giao dịch trên marketplace và sàn giao dịch, rồi là tăng giá token của các dự án đầu tư. Và ACE Starter cam kết sử dụng một phần lợi nhuận để mua lại ATA hỗ trợ đẩy giá tăng dần đều trong dài hạn. Đây là điều rất là tuyệt vời. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về team. Team ở đây thì là hôm rồi với Mike Venture cũng đã nói chuyện, có một cái buổi nói chuyện AMA trực tiếp với lại Jackson Trần. Thì đây là CEO của ACE Starter cũng như là co-founder của Apota. Đây là một người rất là tuyệt vời. Thì mình nói qua một chút về anh này để cho mọi người cùng nắm bắt nhé. Thì anh này chính là anh tên là thật là Toản. Thì anh là co-founder của Apota Group và hiện đang phụ trách là ACE Starter, một trong những sản phẩm blockchain được backer bởi Apota Group. Và trước khi vào là CEO của ACE Starter thì anh này đang nắm giữ rất là nhiều vai trò, trong đó có vai trò là CEO của Esota nữa, cũng là một cái đơn vị là chuyên về digital marketing, phục vụ rất là nhiều những cái thương hiệu lớn và rất mạnh về quảng bá như là quảng cáo các sản phẩm về game. Thì đây là một trong những người có rất là nhiều kinh nghiệm, hơn 12 năm kinh nghiệm rồi về lĩnh vực sản xuất và hơn 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực blockchain. Thì cũng là một người rất là uy tín
và đã trực tiếp nói chuyện với 12 venture cũng như là các cộng đồng khác, cho nên là đây là một cái team lộ mặt và rất là uy tín với các anh em. Rồi còn rất là nhiều các thành viên khác nữa và rất là nhiều kinh nghiệm, dụ anh này cũng hơn 16 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực hoạt động của team. Đấy, rất là tuyệt vời rồi. Và còn rất là nhiều các cái thành viên khác nữa đều độ mặt và rất là nhiều kinh nghiệm. Tiếp theo là chúng ta về nói về backer nhé. Backer thì đầu video là mình cũng đã nói qua rồi, nhưng bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn. Vậy thì ấy, ở đây backer chúng ta có thể là nhìn thấy ba cái backer rất là khủng là Go Game, Apota và LunZone. Thì mình sẽ nói kỹ hơn về Go Game. Go Game là gì? Go Game ấy là một cái công ty phát hành game lớn nhất Đông Nam Á với hơn 40 triệu người dùng, và Go Game đang sở hữu rất là nhiều IP là bản quyền của nhiều tựa game lớn và nhiều sản phẩm game chất lượng, đồng thời là hỗ trợ các cái phát hành các cái sản phẩm của các đối tác, và sẽ làm việc chặt chẽ với ASEAN Starter sau này. Thì đấy là một là nói chút về Go Game. Với hơn 40 triệu người dùng thì các anh em thấy rằng nó rất là khủng rồi. Còn Apota thì anh em có thể là tìm hiểu kỹ hơn ở trên cái website mà lúc nãy mình vào đây, apota.com. Đấy, thì nó là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cái cung cấp các giải pháp và nền tảng cho ngành công nghiệp giải trí số tại Việt Nam, với sứ mệnh là sử dụng công nghệ nâng tầm cuộc sống. Chúng tôi tiến tới xây dựng hệ sinh thái giải trí trọn vẹn đem tới tiện ích cho doanh nghiệp và người dùng, với là hơn 50 triệu người dùng, hơn 450 nhân viên. Đấy, rất là nhiều các lĩnh vực, và đặc biệt đó chính là lĩnh vực giải trí số 1 tại Việt Nam, hay còn nói là hay là game đó. Thì qua đây thì các anh em có thể thấy rằng là backer rất là khủng. Ngoài ra thì LunZone ở Việt Nam thì khả năng là mọi người cũng đều biết, trong cái giới crypto cũng đều biết rồi, thì rất là mạnh trong lĩnh vực quảng bá cũng như là hỗ trợ cho các dự án startup như này. Đấy là một điều rất là tuyệt vời nhé. Rồi cố vấn thì cũng rất là nhiều, những người rất là nhiều kinh nghiệm. Rồi về partner, partner thì có rất là nhiều các cộng đồng cũng như nhiều các cái quỹ, các cái dự án là đã hỗ trợ cho ASEAN Startup. Đặc biệt là ở đây các bạn thấy rằng có mình có là 12 Kim Minh. Thì trước khi mà mình đổi thành 12 Venture thì cách đây vài ngày ấy, thì mình trước đây thì mình đang là 12 Kim Minh, và mình cũng là một trong những đơn vị rất là vinh dự được làm partner cho dự án này. Và chắc chắn là dự án này là đơn vị venture của mình rất là tâm huyết với nó. Rồi về chúng ta sẽ xét về tokenomics. Tokenomics thì ASEAN Starter thì được ký hiệu là token là ASTAR. Đấy, và tổng cung đó chính là 1 tỷ đồng. Và thuộc hệ là BSC. Hay mình hay nói tiếng Việt luôn là BEP20. Về việc phân bổ của cái allocation của token thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là vòng seed round là 50 triệu, tổng phân bổ là 120 triệu, thì seed round là 50 triệu, IDO là 50 triệu, ngoài ra thanh khoản là 20 triệu. Đấy, thì ở đây thì đều với bằng với giá nhau, đó chính là 0,01 đô. Và có một điều đặc biệt là ở vòng seed round cũng như là vòng IDO thì là 100% là unlock ngay. Đấy, rất là tuyệt vời. Rồi về đội ngũ thì team sẽ nắm giữ là 15% token, đội ngũ founder cũng như đội ngũ cố vấn thì đều là 10%, và đều tất cả đội ngũ này đều lock là 12 tháng, khóa trong 12 tháng nhé, và sẽ trả dần trong 12 tháng tiếp theo. Đấy. Về thanh khoản thì là 15%, marketing là 10%. Ok, về phát triển đội ngũ phát triển là 9%, rồi stake với farming là 31%, là điều rất là tuyệt vời. Ở đây thì đội ngũ sẽ khóa trong vòng 12 tháng nên là anh em yên tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến là phần roadmap. Thì các bạn có thể nhìn vào bảng này để các bạn có hiểu sơ qua về cái đường hướng đi của ASEAN Starter. Thì mình ở đây mình có nốt ra tiếng Việt là quý 4 năm 2021 thì triển khai các dự án Launchpad
trên chính ASEAN Starter. Rồi quý 1 năm 2022 là lead trên CoinMarketCap, rồi mở tính năng KYC, IDO trên các nền tảng Lowpass khác, ra mắt các tính năng chính của IDO, Lowpass và Marketplace, rồi là IMO, rồi là Gaming Zone với một vài game mini, rồi là lead trên deck cũng như cách và ươm mầm cho các dự án tiềm năng. Đấy thì anh em thấy rằng là ở đây ấy, cái lộ trình đi rất là rõ ràng. Và ASEAN Starter đã mở các sự kiện cho cộng đồng và airdrop nhá. Và cái airdrop này thì đã airdrop ở trên cái CoinMarketCap. Thì các anh em có thể là xem cái video trước của mình cũng đã hướng dẫn. Rồi đến quý 2 năm 2022 thì Game Zone ở giai đoạn 2 với nhiều game mini hơn và Marketplace với tính năng cho vay và thuê NFT, rồi là triển khai các cái gốc app gốc của ASEAN Starter, rồi là lead trên sách, tiếp tục hỗ trợ các dự án tiềm năng. Cái lộ trình rất là rõ ràng. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cộng đồng của ASEAN Starter, về cái phần marketing cũng như là phần cộng đồng ở trên các cái trang mạng xã hội. Thì ở đây ấy, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về Twitter, Telegram và Facebook. Thì với Twitter ấy thì trên ASEAN Starter với trang Twitter là 96.900 hơn 96.900 người đã theo dõi. Con số rất là lớn. Đấy, cái lượng mà thả tim cũng như là retweet rất là cao. Đấy thì anh em thấy rằng là rất là uy tín. Rồi tiếp theo là về Telegram. Telegram thì có 145.320 member, trong đó có hơn 3.264 người đang online cùng một lúc. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể là zone vào cái ASEAN Starter Global Chat của ASEAN Starter nhé. Còn về Facebook thì ASEAN Starter đang có một cái trang Facebook với hơn 26.912 người đang theo dõi. Rất là tuyệt vời, cũng rất là nhiều tương tác. Rồi ok, và chúng ta tìm hiểu qua như vậy thôi và chúng ta thấy rằng là cộng đồng cũng rất là lớn mạnh. Rất là tuyệt vời rồi. Hoạt động trên Twitter cũng rất là mạnh. Ok, với cái sự tìm hiểu nghiên cứu như vậy thì mấy Xventure với cái kết luận đó chính là ưu điểm của dự án này là dự án có kế hoạch phát triển rõ ràng với đội ngũ core team và nhiều kinh nghiệm chuyên môn và các cái mối quan hệ trong ngành. Thêm vào đó thì các cố vấn cho dự án cũng đều là những người có nhiều tên tuổi trong thị trường như Steven Nguyễn, co-founder của Pegasi, rồi là Đỗ Anh Tuấn, co-founder của Aputa Group, vân vân. Rồi vậy thì nhược điểm là do mới phát triển nên số lượng dự án lăn đang còn thấp và chưa có nhiều cơ sở để kiểm chứng độ thành công của các dự án lăn trên các nền tảng. Hầu hết ASEAN Starter tập trung vào lăn các dự án game nên trong thời kỳ cuối gen gaming thì đây có thể là một bất lợi cho dự án. Nhưng mình nghĩ rằng là đây cũng có thể là một trong những điểm nhấn bởi vì là cái dự án này đã nghiên cứu rất là lâu và ra trong thời điểm này ấy, thì cũng hợp lý bởi vì nó cũng có những tín hiệu khả quan hơn rồi. Với cái đội ngũ backer rất là khủng và đội ngũ backer đã có nhiều năm kinh nghiệm về cái ngành game cũng như là phát triển về marketing và quảng bá thương hiệu cho các dự án game. Nên rất có thể đây là một dự án rất tuyệt vời và đột phá. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về dự án ASEAN Starter là một dự án LANPAD rất là lớn và rất tiềm năng. Và nếu như các bạn còn câu hỏi gì thì hãy comment ngay bên dưới phần bình luận nhé. Và mới Adventure đưa ra thông tin chỉ mang tính chất khách quan và trung lập và không có lời khuyên đầu tư. Thì các anh em đầu tư thì các em hãy tìm hiểu kỹ nhé. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like và chia sẻ video này để ủng hộ mới Adventure nhé. Và các anh em hãy nhớ rằng tại MH Venture thì luôn có những pool private và điều kiện để nhận suất pool private thì vô cùng là đơn giản nhé anh em. Rồi ngay bây giờ hãy đăng ký kênh và dồn ngay vào các cái kênh truyền thông bên dưới phần mô tả của MH Venture nhé anh em. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em. Xin chào.